Chụp được hoa cưới, thanh niên dí cô gái sát bên chạy có cờ. Giờ gần đây ném hoa cưới trong các lễ thành hôn tại nước ta không còn xa lạ gì với giới trẻ. Tuy nhiên vẫn có không ít những trường hợp dở khóc dở cười, như trong đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội gần đây. Ngay khi bắt được bó hoa cưới của cô dâu, chàng trai vội vã quay sang tặng ngay cho cô gái bé đen đang đứng khép nép bên cạnh. Có lẽ vì quá mong muốn cô gái nhanh chóng gật đầu đồng ý lấy chồng. Thế nhưng ngược lại với mong muốn của chàng trai, cô gái một mực từ chối, thậm chí là bỏ chạy khi được tặng lại bó hoa cưới từ chàng trai. Không biết là cô gái có người yêu hay chưa, nhưng dường như cô rất sợ phải lấy chồng vì thái độ kiên quyết từ chối của cô gái. Cảnh tượng hài hước này khiến cho cô dâu chú rể lẫn những người có mặt tại đó không khỏi bật cười. Một số bình luận của cư dân mạng để lại: nàng này nếu đồng ý thì chắc chắn sẽ được chàng trai yêu thương hết mực luôn. Nhìn bạn trai chạy theo chị gái dễ thương quá. Cô gái như kiểu, tôi đang độc thân vui tính mà tặng bóng cái gì. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.